Hello, xin chào tất cả các bạn đến với clip tiếp theo anh em mình. Xin chào tất cả các bạn nhá. Ok các bạn ơi, đó các bạn có nhìn thấy không? Hôm nay anh em mình chuẩn bị một con gà. Đó, anh em mình vừa mới mua một con gà lăng là 1,5 cân nhá. Hôm nay anh em mình sẽ làm món gà luộc. Thế nhưng mà anh em mình đã chuẩn bị được gần 4 kg sấu nhá. Anh em mình sẽ phải luộc với sấu nhá. Tuy gà chỉ có 1,5 cân thôi nhưng anh em mình mua 4 kg sấu để mà luộc làm một món gọi là siêu chua luôn. Giờ bạn khoảng 1,000 quả. Đấy, nó khoảng 1,000 quả các bạn ạ. Bạn tiến thấy thế nào? Tôi sợ không đủ chua. Nếu không đủ chua làm nào nhỉ? Nếu mà không đủ chua thì tí này anh em mình sẽ chấm với lốc cốt chanh cũng được. Đó, anh em mình làm một món người ta làm siêu cay quá thể là nhiều rồi. Hôm nay anh em mình không làm siêu cay nữa, anh em mình sẽ làm siêu chua nha các bạn. Luộc với 1,000 quả sấu này xong rồi dầm lát ra. Cho nó ngấm hết vào con gà này. Cho nó siêu chua luôn, cho nó bất tử luôn các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy sấu nhiều không? Bạn nào không tin là 1,000 quả có thể dừng lại đếm nhé. Đó, 1,000 quả sấu luôn các bạn ạ. Và bây giờ anh em mình sẽ triển khai luôn các bạn nhé. Gọt vỏ sấu, rửa ráy cho sạch sẽ, gà rửa. Anh em mình triển khai cái món này nha, rất là thèm rồi. Tao lại hơi thiếu, hai anh em thiếu vitamin C đúng không? Đúng rồi. Ok, bây giờ anh em mình triển khai nhá. Các bạn chờ đợi cái siêu phẩm gọi là siêu chua này nha các bạn nhá. Rực rỡ lắm. Đây các bạn ơi, sau khi anh em mình gọt xong thì được một rổ rất là nhiều các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ mang đi rửa nhá, để mà triển khai món gà luộc với sấu nhá. Đây phải gọi là sấu luộc với gà chứ không phải là, bởi vì là số lượng ở kg là sấu là gấp hơn gấp đôi gà các bạn ạ. Đây anh Thuyên cầm đấy. Đây là anh Thuyên đây này, hôm nay anh Thuyên góp mặt cùng với clip với anh em. Anh Thuyên chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Đó, nhưng mà hôm nay là không có thi đấu ăn uống gì cả các bạn ạ. Nay là anh em mình làm một món siêu chua. Người ta làm siêu cay nhưng anh em mình không siêu cay đấy các bạn nhá. Siêu chua. Sấu luộc gà. Đây gọi là sấu luộc gà. Đó, bạn Tiến bây giờ rửa cho sạch sẽ nhá. Một chậu rất là to các bạn ạ. 1,000 quả. Đó, các bạn đếm đi. 1,000 quả. Ở cái món này anh em mình cứ tưởng tượng là thấy nó khiếp rồi các bạn ạ. Anh em mình tí nữa phải ăn hết cả gà cả sấu nhá. Đó các bạn ơi, anh em mình bây giờ bắc một nồi nước để mà luộc sấu trước nhá. Xong thì anh em mình sẽ luộc lát sấu ra, xong anh em mình dầm ra rồi sẽ cho gà vào nhá, cho nó chua nhá. Đó, bạn Tiến đang đổ sấu vào. Sấu anh em mình đã rửa ráy sạch sẽ rồi. Đó, không biết là có đủ chua hay không á. Ok, anh em mình luộc ở đây một lúc cho quả sấu nó lát bét ra nhá. Xong thì sẽ thả gà vào đây. Trời ơi các bạn đón chờ cái siêu phẩm siêu chua này nhá. Xem là anh em có ăn được hết cái con gà này hay không. Bình thường anh em ăn cay ăn ngon quen rồi, nhưng hôm nay ăn chua xem như thế nào nhá. Đây các bạn ơi, sau khi anh em mình luộc 15 phút thì sấu nó mềm hết rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình múc một ít nước ra ngoài để anh em mình cho nó can bớt để mà dầm nhá. Dầm ra cho nó chua nhá. Đó, cái nước rất chua này, anh em mình phải để đây, không thể bỏ được. Tiến muốn thử xem chua. Nói chung là nóng lắm. Đấy, anh em mình múc cho nó vơi bớt nước ra để dầm ra nhá. Các bạn tưởng tượng được cái món này nó khủng khiếp nào chưa? Anh chuyên làm hấp nước à? Chua không anh? Nói chung là tất cả anh em hôm nay đều là đang thiếu C các bạn ơi. Khẩu cứ dìm cái này xuống. Anh em phải bổ sung C để mà... Đó, các bạn nhìn thấy nhiều sấu chưa? Một lồi đầy luôn. Trời ơi, cái nước nó bay lên, nó cảm giác là khủng khiếp rồi các bạn ạ. Nhìn cái nước này, nó đỏ au luôn. Wow, một bát ô tô to. Đó, bây giờ hai anh em sẽ dầm ra nhé, dầm nát ra. Để cho con gà là thấm đều rồi. Đó. Chua đéo đi. Trời ơi, chua quá. Nhìn đã thấy chua rồi. Đây. Đó. Chua lắm. Các bạn đón chờ nhá. Đón chờ siêu phẩm siêu chua này. Trời ơi, sau này tí nữa sẽ thả gà vào đây. Bỏ nước. Trời ơi. Các bạn nhìn thấy đặc chưa? Giống cháo đặc sệt luôn. Đó.
Dầm nhờ kỹ vào nhá, không có thiếu chua nhá. Đó, hai anh em nhìn là rõ rãi. Nhìn đã thấy chua rồi các bạn ơi. Trời ơi. Đặc thế. Đấy anh vớt lên cùng này. Cho anh dầm vào cái này. Đó. Không được sót quả nào đâu nhá. Không là thiếu chua là tí nữa khó chữa lắm đấy. Thiếu chua rồi là anh em phải bổ sung thêm chanh ngay. Chấm. Chấm gà được cột chanh luôn. Xong thì cái này sẽ cho ăn gà và mở ướp. Khả năng vớt một tí ra tí nữa xong mình quyết chấm chấm bằng cái. Không anh em mình sẽ tí nữa mà thiếu chua đây anh em mình sẽ chấm bằng nước cốt chanh. Vẫn bằng nước của mình. Đó các bạn nhìn thấy một lồi siêu to chưa? Nào tất cả anh em nào thiếu xê bơi hết vào đây nhá. Nhìn chua quá. Hôm nay anh em mình ăn xong cái bữa này chắc là thừa xê đến cuối năm. Ổn chưa? Cho nó kỹ vào. Hôm nay anh em mình sẽ thả con gà và tắm vào đây một lúc. Xong sẽ đun lên cho nó chín con gà này các bạn nhé. Bạn tiến ra lấy gà đi. Từ từ nhá. Bạn quay vào cái... Đây, anh em mình sẽ thả thấp xuống. Đó, múc nước xấu vào đấy. Trời ơi. Nhìn là thấy ngon rồi các bạn ơi. Nơi thì... Rồi tưới lên. Nơi thì... Thật ngấm rồi nhá. Giống cháo là lỗ cháo à. Wow. Đây là thoải mái ngấm đúng không? Thằng còn đun cho nó chín con gà nữa cơ mà. Rồi thằng này nhà mình đổ đốt cái bát nước vừa lại múc ra vào đây. Đổ nước. Đổ cái nước. Nước vừa lại ấy. Cháy được. Chẳng là thiếu ấy, thiếu chua, nên là sệt nên là cháy mất nồi. Đổ ít nước thôi. Cứ đổ hết vào chẳng là thiếu chua. Thừa chua rồi sợ cái nước kia không cái lên mới là chua này. Chú thử cái nước kia cái. Trời sợ. Đây cái bát nước vừa nãy anh em mình múc ra đây, bây giờ anh em mình đổ ngược lại vào nhá. Để mà đun lên nhá. Được. Rồi. Đó. Có nghĩa là tinh túy nó ở trong này hết rồi các bạn này. Đặc queo luôn này. Trời ơi. Gà chua còn há mồm này. Đó. Gà nó còn tái nó lỏng mà. Và bây giờ anh em mình bật bếp lên nhá. Bật bếp lên đun chờ gà chín nhá, như kiểu cháo gà các bạn này. Tuyệt vời đấy. Wow. Và bây giờ các bạn chờ đợi nhá. Đây các bạn ơi, món gà của anh em mình chín rồi đây này. Trời ơi, chua lắm các bạn ơi. Bây giờ anh em mình cho ra đĩa nha, cho nó nguôi một xíu để mà ăn nhá. Trời ơi, nó sụt thịt rồi. Bạn Tiến hay lấy cái môi múc. Không, tôi sẽ nhấc cái đầu. Đó, trời ơi, nó ngấm hết xấu vào đây rồi các bạn ơi. Đó, tí này anh em mình sẽ múc một bát hết chỗ này. Thì uống cái này. Thì anh em mình sẽ múc một bát nước đây để mà hòa ớt và để làm nước chấm nhá. Đó, các bạn nhìn này. Xấu quá thể nhiều luôn. Nó ngấm vào gà thì phải nói là đặc, chết luôn. Đó, nhìn đặc queo ấy. Rồi, bây giờ anh em mình cho nó nguôi một xíu để mà ăn nhá. Các bạn ơi. Món gà luộc với sấu của anh em mình đã xong rồi đây. Siêu chua. Cực kỳ chua luôn, 4 cân sấu các bạn ạ, 1.000 quả nha các bạn ạ, không tin có thể dừng lại cái video để mà đếm được bao nhiêu quả sấu nha. Anh em mình mua 1.000 quả sấu để luộc vào con gà này đây. Con gà đã chín và anh em mình, đây cái nước của nó đặc sệt như cháo các bạn này. Anh em mình chắc là để mà chấm vào đây nhé, chẳng sợ nó chưa đủ chua nhé. Đó. Hôm nay anh em mình phải huy tụ rất là nhiều người thiếu vitamin C vào để mà ăn cái món này. Đây là ớt muối anh em mình dã này, anh em mình sẽ múc vào đây nhé để mà chấm nhé. Trời ơi các bạn nhìn này, chỗ này toàn anh em thiếu xê hết các bạn này. Đồng quá. Đó các bạn nhìn này, nước xấu đặc sệt luôn như cháo luôn. Bây giờ anh em mình bắt đầu thử thách để ăn, sẽ phải ăn hết nhé. Tất cả anh em mình chua hay là thế nào phải ăn hết con gà này nhé. Ok không? Xin giới thiệu với các bạn, hôm nay có anh Bánh, anh Thuyên thì các bạn biết rồi, anh Bánh thiếu xê nhìn người là biết rồi, thiếu xê nên là
thấy anh em mình làm cái món siêu chua này phải vào để mà ăn cùng anh em mình nhá. Bây giờ anh em mình bắt đầu nhá, Mang Tiến triển khai đi. Xì ra, trời ơi. Trời ơi, chua lắm các bạn ơi. Không biết là anh em mình có ăn được hết con gà này không, bởi vì là cực kỳ chua luôn. Chua lắm. Thôi bây giờ hôm nay anh Mạnh là khách mà. Đấy, mời anh Mạnh ăn trước nhá. Mời các bạn nhá. Anh ăn thử xem là độ chua đến đâu. Đây. Chua. Chua. Nhân đấy. Rất là chua các bạn ơi. Mình nhìn thấy anh ăn mình đã dùng hết cả người rồi. Nào xé một miếng cho bạn Giang, là bạn Giang ở xa. Đây là chua này. Đó, anh nghe mình... chua cháu còn chua hơn. Này cho bạn Giang các bạn nhìn này. Nó như cháo luôn các bạn ơi. Mình thử cái đùi này xem nhá. Thử đi, anh Xuân ăn đi. Ăn được chưa? Anh Xuân làm này. Ok anh em. Đặc biệt như này bao giờ. Mời tất cả các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Gà luộc với sấu. Trời ơi. Nên chấm với cái nước này nữa. Chua quá. Rồi nhìn anh em. Mời tất cả các bạn nhé. Ôi. Nó giấm được gọi bằng cu các bạn ơi. À. Ôi ôi, chua quá. Khó xử lý. Anh đấy kéo. Thôi anh em mình ăn tiếp đi. Làm một miếng nữa nhá. Cực kỳ chua các bạn ơi. Chén đây các bạn. Chua phải nói là tụt váy luôn đấy. Anh chua quá không ăn được à? Trời ơi. À. Anh chưa ăn đi. Chua quá. Chua vã mồ hôi rồi các bạn ơi. Mồ hôi vã hết ra rồi. Người được quá thì chua. Thế nhưng mà ăn cái này đảm bảo là nó đủ chất C luôn đấy. Ai mà thiếu chất C ăn một phát là từ giờ đến cuối năm nó không phải bổ sung C đó. Anh Tuyền anh chấm nấm chua thế. Với anh em mình còn chấm thêm vẫn cái nước xấu rồi nữa. Nước có đặc mà. Cực kỳ chua luôn. Anh Mạnh ăn đi. Hơi ít ớt thôi này. Chua quá nhưng mà chua cay mấy. Ớt thế này để mà anh thiếu ít này. Trời ơi. Hôm nay mình ăn thử là chua cho nó rực rỡ, cho nó bổ sung viên C. Nó quá thể chua luôn đấy. Đó bình thường là những người khác là hãy làm siêu cay, nhưng hôm nay anh em mình làm thử siêu chua như nào các bạn nhé. Các bạn hãy ủng hộ anh em mình bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh các bạn nhé. Để anh em mình ra nhiều món siêu siêu khác nữa, không phải siêu chua. Wow, chua quá. Mang Tiến nay ăn hết được con gà này không? Chua, xít hết cả răng rồi, răng đánh vào nhau kẹt kẹt kẹt. Nó chua nó điếng hết cả mồm các bạn ơi. Chua kinh khủng rồi đấy. Anh ăn đi. Thuyền, Thuyền mới khi kêu anh Thuyền nghe sợ chua sao các bạn ạ? Quá thể dã man. Thuyền vừa khuê anh trai ăn em ăn chua thì chưa hái bằng. Quá để chua, anh em mình hôm nay phải đi mua cả chợ mới được. Khoảng gần 4 cân sấu các bạn ạ. Thế nhưng mà lúc đầu anh em mình còn sợ thiếu chua cơ. Đó, phải chắc cái nước phải ra để mà chấm thêm này. Sợ nó không đủ ngấm ấy, nhưng mà ai ngờ nó ngấm khủng khiếp luôn. Bạn Tiến thấy món ngày hôm nay ngon không? Ngon nhưng mà chua quá thật sự. Để mà ăn đây dành cho những người nào thiếu vitamin C như anh Mạnh ăn thì nghe nó rực rỡ. Ủa nhưng mà anh không ăn nổi nữa. Nó quá thì chua các bạn ạ. Nói đến lời. Còn anh ăn mình thì nghe nó cũng chất vitamin rồi, nhưng mà C thì chắc là... Mình là quánh cái bả vai này. Mình quánh cái cánh. Ngon không các bạn này? Được cái là nó chua phải nói là tụt váy luôn. Ừ. Chua quá. Anh Duyên ăn đi anh Duyên. Anh chịu. Ăn đi Duyên. Wow. Để anh vớt ớt rồi ăn. Thế này thì nó không dễ tất đi. Được rồi. Mồ hôi nước mắt mũi nó ra hết rồi các bạn ơi.
giấm được gọi bằng củ rồi. Cực kỳ chua. Anh Mạnh mà chưa thấy kiểu chê thì em ra để chanh. Thôi anh em bổ sung thêm chanh nhé. Sau khi ăn một hồi thì bạn Giang cảm thấy thế nào? Các người đến cuối năm mà không cần động đến chanh. Thế à? Nó chua khủng khiếp luôn các bạn ạ. À. Ai ăn tụt hết cả lưỡi. Anh Mạnh thấy thế nào? Thiếu ạ? Mình cũng... Nếu mà thiếu thì có chanh cho anh Mạnh đấy. Thôi mình thấy cũng chua quá rồi. Đủ xê. Anh Thuyền. Đã cũng đủ đến cuối năm. Anh chịu rồi, món này anh đầu hàng. Chua, quá chua đúng không? Không thể nuốt nổi. Văn Tiến. Tôi cũng thấy chua à, nghe kẹt này. Răng xí đất ở nhau. Về khi đỡ phải đánh răng này. Sạch răng chua. Sạch răng. Khả năng chiều nay về nhà mình nhịn đói tất. Đó các bạn ơi, anh em mình hôm nay làm một cái món phải nói là siêu chua luôn. Nó quá thể là chua luôn. Chua mà anh em không thể ăn được ấy. Ăn vào nó xót ruột, mồ hôi các thứ nó vã ra, ăn gần hơn cả nó cay nữa. Nó ăn khủng khiếp hơn những cái món siêu cay đó các bạn ạ. Cho nên các bạn xem video của anh em mình thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Và bây giờ anh em mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào.